Chà, dưới đây cùng nhau khám phá nào. Wow, ở đây mình có được là Mentaceratops, một loại khủng long khá là dị với cái đầu như một tấm khiên khổng lồ của các bạn. Wow, ba cái sừng khá là nhọn luôn nha. Các bạn nãy giờ nó có một cái màu đỏ đỏ đen đen nhìn rất là đẹp luôn nè các bạn. Nó rất ngầu luôn, kìa cái răng nó rất là cứng thế này. Hay cực kỳ luôn. Ở đây mình có một con Mentaceratops các bạn, các bạn thấy phần đầu của nó không? Đó, nó nhô được cái tấm khiên rất là ngầu luôn nha. Tiếp theo mình có gì đây, nguyên một cái mô hình lion, một mô hình của một con sư tử các bạn, nó có màu khá là ngầu luôn. Chú sư tử này nè, đây là mô hình của một con sư tử biến thành đấy các bạn. Sư tử đực nha. Đây là một con sư tử cái các bạn, không phải sư tử đực các bạn. Con này nó không có cái bờm nha. Đấy, nhìn đẹp chưa kìa. Chúng ta vừa có gì đây, và đây là một con Dilophosaurus các bạn. Ở đây mình có cả mô hình khủng long Dilophosaurus rất với con mang phần ra rất là đẹp, màu xanh lát tay luôn, nhìn rất là sẹn sò luôn này. Ngầu chưa? Chúng ta bây giờ đây Dilophosaurus các bạn, hay là Dilophosaurus mới đúng chứ nhỉ. Ngầu chưa kìa. Khủng long bạo chúa T-Rex màu cam Tyrannosaurus. Ở đây là mô hình của một con T-Rex, các bạn có hai ngón tay nữa nè các bạn, rất là xịn luôn. Thấy chưa, cũng khủng long hai ngón tay luôn. Chú khủng long bạo chúa khá là to lớn luôn. Hai con long đánh nhau các bạn, đánh nhau rất là quyết liệt luôn. Ở dưới đây thì ra là Rachiosaurus, khủng long cổ dài màu xanh lá cây. Đây là mô hình khủng long Rachio khổng lồ của thời tiền sử nha. Và chúng ta có gì đây, Rachiosaurus, một trong những loài khủng long cổ dài khá là to lớn của thời tiền sử nha. Đó, mình thấy ưng nhãn rất là, đây con khủng long này nặng lên đến 27 tấn, là rất là to luôn. Ukumasiaka nằm đây à. Mấy nữa chúng ta đã bỏ qua mô hình của chú khủng long Masiakasaurus màu cam này rồi các bạn. Và đây là mô hình khủng long Masiakasaurus màu cam của mình đây. Nó có gai chạy dọc khắp người luôn này, sợ sợ chưa kìa. Đây là Masiakasaurus thì các bạn. Chúng ta có rất là nhiều chú khủng long Masiakasaurus đang ở cùng với những con trai Ceratops khổng lồ. Gầm gừ rất là lớn luôn, rất là đã luôn nha. Ở đây chúng ta có tiếp tục với Iguanodon của thời tiền sử của các bạn. Đây cũng là Iguanodon đây. Bắp chân lại khá là phát triển nữa này. Nhìn xịn sò thật sự luôn nha. Iguanodon có những cái vằn như một con ngựa vằn các bạn. Đây là một con khủng long cực kỳ nhanh guốc nha. Ngầu dữ chứ. Đẹp rồi. Và đây là một cái đầu khủng long bạo chúa khổng lồ luôn. Mắt nó gì vậy. Đóng lại được này.
Đấy, hay à. Lồng bầu trước chúng ta đi rồi, wow, hồ với một cái màu xanh lá rất là ngầu luôn các bạn. Oh, anh kilo đây rồi, đây là khủng long anh kilo sông rất cái nuôi cái đại truyền khổng lồ luôn. Oh, còn khủng long sợ quá trời gai trên lưng luôn kìa các bạn, quá ngầu luôn nha. Wow, ở đây có cả anh kilo sông rất một người là khủng long to lớn nhất và lớn nhất kẻ thù luôn các bạn. Thời lịch sử màu vàng nữa kìa, cạp cạp các bạn ghê chưa. Ở đây là mô hình của khủng long màu chúa luôn đây, rất là ngon luôn. Khủng long màu chúa màu vàng siêu ngầu và to luôn kìa. Hai khủng long màu con viên gà với một tigress đang gầm gừ chuẩn bị lao vào đánh nhau các bạn. Hai con gầm gừ rất là dữ dội luôn kìa. Ai cha, găng tay khủng long khổng lồ Spinosaurus à. Wow, đây là găng tay của khủng long Spinosaurus siêu to luôn. Đây cái găng tay rất là to lớn luôn. Găng tay khủng long Spinosaurus cắm đường trên lưng. Chúng ta có gì đây? Spinosaurus các bạn. Spinosaurus mới đúng nha. Hay, ngầu chưa? Tyrannosaurus là một chú nó cắn một con Iguanodon, nó cắn đầy cổ luôn các bạn. Wow, hạ gục luôn rồi kìa, ảo chưa. Ở đây mình tiếp tục với Abatosaurus nha các bạn. Một chú khủng long màu hồng hồng luôn các bạn. Quá đẹp luôn này, Abatosaurus mình đây. Cái đuôi của nó dài trước kìa. Wow. Chúng ta bây giờ đây Abatosaurus các bạn, khủng long thuộc họ cổ dài nha. Nó bự bằng con T-Rex luôn nha. Khủng long. Quay găng tay đi Lofo được các bạn. Đây là nguyên cái găng tay khủng long đi lô phô sô rất các bạn. Đang lao vào cắn xé găng tay của con Spino. Ây chà. Wow, cắn rất là mạnh mà ném bay đi luôn kìa. Wow, chú khủng long đi lô phô sô rất này khá là mạnh nha. Chà, to chưa. Nhìn chú đây lô phô sô rất đang đi trong một cái sa mạc rộng lớn và chạy rồi các bạn. Wow, bắt đầu tăng tốc chạy rất là nhanh luôn nha. Ok. Tên mình có gì đây? Anh Kilo sông rất là những gai khổng lồ trên lưng. Rồi đây là khủng long anh Kilo của mình đây. Cái đuôi là một cái đại trì khổng lồ. Wow, gai không là gai, những gai rất là nhọn nha các bạn. Wow, nguyên một con anh Kilo sông rất của bạn hầu chưa trên gai không là gai luôn các bạn. Quá to luôn. Wow. Brachion khủng long cổ dài của thời điện sử đây rồi, với một cái màu cam khá là mắt mắt luôn kìa. Wow, nó to chưa kìa các bạn. Đó, nhìn to lớn thật sự luôn nha. Con này nặng lên đến 27 tấn lần kìa. Wow, mình có gì đây? Một cặp khủng long cổ dài đúng không các bạn? Đó, to cực kỳ luôn. Đây là tầm nhìn của chúng ta khi nhìn nó nha. Yeah. Và đây là một chú cua khổng lồ các bạn. Wow, nhìn cái càng cua màu đỏ đẹp ghê chưa. Ngầu nữa chứ. Wow, một chú cua siêu to luôn các bạn. Ở đây là cái mọc đầu búa Hammer Shark đó các bạn. Ở đây cũng có mọc đầu búa màu đen luôn các bạn, quá ngầu luôn này. Đấy, nó có hai con mắt ở đây nữa nè. Đấy, hay chưa. Wow, không phải là có mập búa các bạn, mà đây là cá mập trắng mô to chưa kìa. Nó đang bơi trong một cái vùng biển rất là rộng lớn luôn. Tiếp theo chúng ta có mô hình của một chú voi khổng lồ. Đây là một con voi xám khổng lồ luôn các bạn. Cặp ngà nó khá là nhọn nha. Con này nó khá là to lớn đấy chứ. Wow, và nó kỹ là rất là to luôn chứ phải to bình thường. Chú voi là trốn thoát được khỏi sở thú và bắt đầu chạy rất là nhanh luôn nha. Đó, các bạn quá bự luôn. Và đây chúng ta có gì đây? Spinosaurus khổng lồ của thời tiền sử với cái vây lưng như mũi cánh đường khổng lồ đó các bạn. Con này có ăn bơi dưới nước các bạn. Bắt cá lại khá là giỏi nữa chứ. Đấy, nhìn xịn sò thật. Và chúng ta có gì đây? Spinosaurus màu xanh lá cây nó đi cùng với con đỏ các bạn. Thì các bạn đi cùng nhau gần ngầu chưa?
Dimetrodon các bạn. Đây là khủng long sống ở kỷ Reta nha các bạn, không có dòng gì đâu. Đấy, đây không phải gọi là khủng long nữa nha. Nó là những con bò sát đầu tiên của thế giới tiền sử các bạn. Đấy, có cái vây lưng này bạn. Đây là cái chưa tiến hóa xong này các bạn, cái vây lưng của nó là còn con cá các bạn. Đấy, chưa tiến hóa xong nha. Đấy, nhìn rất là ghê luôn. Wow, một cái con màu đen khá là to lớn. Đây là gì đây? Thì ra là King Kong các bạn, rất là bự luôn. Và đây chúng ta có cả King Kong luôn các bạn, quá to lớn luôn nè. Lên đầm vẫn gặp dây xích kìa, ghê chưa. Khuôn mặt nhìn ngầu cực kỳ luôn nha. Chú Tinh Tinh chạy rất là nhanh nha. Còn Tinh Tinh này có cơ bắp tay rất là cứng luôn các bạn, thấy phát triển ghê chưa kìa. Cá nhà tán này các bạn. Đây là một loài cá khá là to lớn luôn các bạn. Còn này cái chiều dài lên đến 20m và nó nặng lên 70 tấn rồi nha. Đây là loài cá nhà tán sở hữu cái răng này các bạn. Những con kia không có răng nha, có con này có răng nữa các bạn. Đấy, rất là bự luôn. Ở đây khá là nhiều chú lồng bào chúa luôn các bạn. Ở đây là những con là đẹp, cái dài chạy dài đuôi luôn. Dáng đứng nó khá là ngầu luôn, con mắt thì khóc luôn cái này. Chúng ta có gì đây, Giganotosaurus đang gầm gừ các bạn. Chú khủng long với khá là nhiều gai trên lưng luôn kìa. Đây chú khủng long chúa mình này màu đỏ siêu ngầu luôn. Rất là to lớn luôn kìa. Cá chưa kìa. Lồng bạo chúa của chúng ta đây rồi, T-Rex, Tyrannosaurus đang đi giữa một cái sa mạc rộng lớn luôn kìa các bạn, ngầu chưa? Nguyên cái mô hình của lồng bạo chúa khổng lồ luôn các bạn. Ê, đang đứng ở đó vậy các bạn, ngầu chưa? Nhìn rất là đã luôn các bạn, con của lồng bạo chúa nhìn khá là ghê luôn nha. Nhìn con khủng long bạo chúa, ui chúng ta có khá là nhiều con này. Cano kìa, xịn đẹp xử luôn. Đây là gậy trăng này của con bạo chúa màu đỏ. Khủng long bạo chúa của thời điện sử đây. Với một con màu đỏ khá là đẹp, đây là một con bạo chúa màu đỏ lớn chưa chỉ ra nó không có được hơn đây. Bảo chúa này vừa hạ gục cả Indominus Rex kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn luôn các bạn, ghê chưa, quá là mạnh mẽ luôn nha. Ngầu cực kỳ. Đã thực sự luôn. Găng tay con này còn bự hơn nữa các bạn, còn găng tay của con bảo chúa này xanh lá cây khổng lồ luôn. Bảo chúa này xanh lá cây đây. Nó đang đi nhìn con mồi kìa. Chuẩn bị tiếp cận con mồi rồi kìa. Đây có cả cái con bạo chúa màu lục bảo nữa này. Nãy giờ mình có 4-5 con bạo chúa luôn các bạn, được bất kỳ con bạo chúa luôn. Con này nó có cái màu lục bảo siêu ngầu nãy giờ đấy, xịn chưa. Nó bị gầm lại, Giganotosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng, và đây là khủng long Giga đây các bạn. Gai của nó chạy dọc khắp người luôn kìa, ngầu chưa. Và con Giganotosaurus nó gầm gừ chứ bị lao vào cắn nhau luôn, ghét luôn các bạn. Thấy hay chưa, Indominus Rex đã xuất hiện ở đây. Đây là một hình là Indominus. Chứ khủng long được hai tàu ở đang ẩn mình ở dưới cái lớp đá các bạn, hay nhìn màu trời những cái lớp đá kìa. Rất là to lớn rồi nha. Ngầu chưa kìa các bạn. Indominus Rex của chúng ta đây, ấy nó ẩn mình sau cái cây không nhìn thấy luôn. Đây, nó đây rồi các bạn. Đẹp chưa. Stegosaurus của chúng ta khủng lồ, và đây là mô hình của con khủng long Stegosaurus đây. Khủng long Rex mái Stegosaurus siêu to luôn các bạn. Gai không là gai chữ của khủng long.
lồng gác mái Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ ở trên lưng này đang quật cái đuôi qua lại. Gì đây, nguyên một con Deinosuchus chết thời tiền sử, siêu to luôn, cá sấu thời tiền sử, cái này nó to gấp 6 lần cá sấu hiện đại mà chúng ta thường thấy luôn nha. Và đây là một con cá sấu Amazon đây. Đấy, nó đang bơi trong một cái đầm lầy của nó kìa. Ở dưới chúng ta có được là một con tê giác rhino. Đây chúng ta giác hai sừng của mình đây. À, nhìn nó có cái lớp da sần sùi sần sùi. Con bóp nó kìa. Và hồi con bóp nó dậy. Chúng ta tê giác chỉ bị lâu và đánh đầu hòa mã lần này của hồi. Bị con hòa mã hấp một cú là gục rồi các bạn. Của hồi. Nghe chưa? Và đây là bạch tuộc Autobot đây các bạn. Wow, đây là mô hình của một chiếc bạch tuộc khổng lồ đang rung lắc. Wow, nó rung lắc dữ dội chưa kìa các bạn, chiếc bạch tuộc khổng lồ luôn. Quay Monolophosaurus. Đây là khổng lồ Monolophosaurus, mình đạp đạp được đây các bạn. Aha, cái đầu nó nhô lên cái miếng thịt này. Xem chưa kìa. Aha, ngầu chưa, một con khủng long Monolophosaurus. Và chú Monolophosaurus của mình đang đi. Ui, đằng trước là nguyên con Indoraptor. Nó đang nhìn kìa các bạn, ghê chưa. Nó khổng lồ. Ui, găng tay Velociraptor. Wow. Đây là găng tay của khủng long Velociraptor đây các bạn. Con mắt của nó kìa, ngầu chưa kìa. Đấy, xịn sò thật sự. Khá là nhiều chú Velociraptor ở đứa đánh cổng mà chạy rất là nhanh luôn kìa. Nhìn con này nó khá là to luôn. Ở đây có cả găng tay của Carnotaurus khủng long đầu bò luôn các bạn. Wow, chúng ta cùng nhau biến hình Carnotaurus. Wow, chúng ta biến hình đây. Mũi găng tay khủng long với cái đầu bò rất là ngầu luôn. Hai cái sừng nhô ra, cái răng nó bị nhảy mấy cái sao đây. Khủng long đầu bò Carnotaurus của ta đây với hai cái sừng khá là nhọn luôn nha. Đó, ngầu chưa kìa. Vua của các loài quái vật Godzilla các bạn. Wow, King of Kaiju luôn. Đấy, con này nó sẽ tích tụ tia năng lượng từ đuôi lên tới tận đầu luôn các bạn. Cái gai trên đây nó sẽ bắn ra những cái tia hạt châu rất là xịn luôn. Một chiếc khủng long khá là nhỏ, nhìn như là Bionic luôn các bạn. Quá đẹp luôn này. Con này nó có cái lằn màu xanh luôn trên lưng này, xịn chưa. Wow, tiếp theo mình có con robot màu xanh lá cây với cái lưng là màu đỏ này các bạn, ngầu cực kỳ luôn nha. Hai cái sừng khá là nhỏ luôn này. Đấy, nhìn khá là đáng yêu luôn ấy. Con này y hệt như cái mô hình luôn các bạn. Đấy, nhìn đẹp y hệt cái mô hình luôn, màu sắc màu xanh lá cây luôn kìa, đẹp chưa. Con mammoth chúng ta đây rồi, đẹp chúng con mammoth trưởng thành đây các bạn. Các bạn thấy cái bộ lông nó khá là dày luôn nha. Đó, người ta sẽ săn bắt nó để lấy bộ lông lên làm chúng ta có một chú voi mammoth khổng lồ luôn. Wow, cái cặp ngà nó to kìa. Indoraptor mô hình của một con hươu cao cổ với cái chân khá là dài luôn này. À, và đây chúng ta có một chú hươu cao cổ với con này có thể cao lên đến 5.5m luôn này. Con này một chuyện là khủng long hiện đại chúng ta có thể thấy đây. Đây chúng ta có một chú khủng long hiện đại đây, có hươu cao cổ nha các bạn, sở hữu cái chiều cao lên đến 5.5m luôn. Chào, qua đây chúng ta có cả Ankylosaurus. Wow, đây là mô hình của một con Ankylosaurus. Các bạn đuôi là cái đại trì rất là mạnh luôn này. Nó có khá là nhiều gai xung quanh luôn nha. Đấy, cái lưng nó là màu vàng vàng. Và con Ankylo với cái đại trì ngay đuôi là cái điểm rất là mạnh luôn các bạn. Nó tấn công một cái là gãy xương liền luôn. Tiếp theo chúng ta có gì? Amagasaurus các bạn. Wow, nhìn gai của nó kìa, chạy dọc khắp người luôn. Cái đuôi dài cực kỳ luôn nha. Đó, con này nó có gai trên đầu của này xịn. Chú cũng lo là sợ rớt nó quá trời gai trên lưng luôn kìa. Đấy, ngầu cực kỳ luôn. Nhìn chưa? Một cái bàn tay khổng lồ các bạn. Một cái bàn tay khổng lồ ba ngón. Hôm nay không phải khổng lồ bọn chúa rồi, thì khổng lồ gì rồi. Đấy, nó đang cạo mặt đất các bạn, ghê chưa. Tem cái gì đây, cao là sâu rất khủng long đầu bò khổng lồ với cái răng răng rất là bén luôn nha. Sợ hai cái sừng khá là nhỏ luôn này, ngầu chưa. Nguyên một con khủng long đầu bò siêu to luôn. Chúng ta có gì đây, cao là sâu rất khủng long đầu bò đây. Wow, rất là đẹp luôn nha. Đó, tam giác long chơi sờ tốt cái lưng màu xanh lá cây đấy các bạn. Cái người nó màu vàng vàng này, cái sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đấy,
nhìn xịn chứ. Những lông chạy Ceratops đang đi cùng với một con Albatrosaurus kìa các bạn. Ồ, cực kỳ luôn. Ừ, kìa các bạn. Wow, chúng ta nhìn thấy mọi người xem khóa được nguyên cái một con khủng long này thật lạc luôn. Đấy, nhìn như kìa. Wow, chúng ta sẽ cùng nhau đấu và tập tiếp các bạn. Wow.